vô rất là hay. Mà Bích Thủy đã copy cái bài hát đó. Và bây giờ Bích Thủy với Đình Chinh sẽ hát cho các bạn nghe. Các bạn sẽ thấy là cái tài này kết hợp của Thập Tiết tuyệt vời như thế nào. Và bây giờ về nghe mẹ ru. Mà bây giờ nếu hát xong bài này mà đoàn chưa tới nữa thì Bích Thủy ngủ luôn cái hát hết nổi. Bây giờ về nghe mẹ ru bắt đầu. Trời ơi, mấy bạn này không hề nhỏ, không hề
nhỏ. Và bây giờ xin mời ủy ban nhân xã chúng ta sẽ bắt đầu chương trình phát quà gì là đầu tới.